Quang Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà chúng ta gặp phải lỗi báo trên cái máy đo huyết áp cổ tay thì chúng ta sẽ khắc phục tại nhà như thế nào? Thì nếu mà đối với những dòng máy đo huyết áp khác nhau thì sẽ có cách báo lỗi khác nhau, và của từng hãng lại có cái cách báo lỗi riêng. Nên là cả nhà mình có thể liên lạc trực tiếp với Quang Sơn qua số điện thoại ở trên tiêu đề, hoặc là có thể xem thêm những video khác trên kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Và đây là cái máy đo huyết áp cổ tay, nếu mà trường hợp báo lỗi không hiển thị gì hết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thay pin nha. Thay pin xong, pin mới mà máy vẫn không hiển thị lên luôn, thì chúng ta có thể liên lạc với bên trung tâm bảo hành. Trường hợp thứ hai là máy sẽ đen hết màn hình luôn. Khi mà mình lắp pin vào thì màn hình hiển thị đen thui hết. Chúng ta cũng thay pin mới và xem pin có bị chảy hay không. Và nếu mà thay pin mới không được thì chúng ta cũng liên hệ với trung tâm bảo hành. Nếu mà mua hàng chính hãng thì mình sẽ được đổi máy mới trong 5 năm cả nhà ha. Còn nếu mà hết hạn bảo hành thì hãng vẫn hỗ trợ sửa chữa. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, mua hàng chính hãng nha, chứ đừng có mua hàng sách tay hoặc là những cái hàng không rõ nguồn gốc đó. Rồi tiếp theo là pin yếu. Nếu mà như máy mà nó báo cái cục pin còn hai vạch, tức là máy khi mà đo vẫn ra kết quả được, thì cả nhà mình hỏi là có tin tưởng hay không. Nếu mà trường hợp báo pin hai vạch thì vẫn đo được, thì vẫn ra kết quả là tin tưởng cả nhà ha. Nhưng mà chúng ta cũng sẵn sàng chuẩn bị pin mới, mua pin mới về. Còn nếu mà trường hợp mà cái máy mà nó báo pin yếu mà nó không cho đo luôn, thì tại vì khi đo sẽ có thể xảy ra kết quả nó không có đúng thì máy sẽ không đo, nên cả nhà mình yên tâm ha. Đó là cái trường hợp màn hình hiển thị đen hết, hoặc là màn hình không hiển thị gì, và trường hợp là báo pin yếu có nên xài hay không. Đó. Và bên cạnh đó thì có những cái báo lỗi R1, R2, R3, thì cả nhà mình có thể xem những video tiếp theo. Rồi, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe.